Anh Quân ơi, cứu em với, em sợ quá anh Quân ơi. Ủa sao bị cột như vậy? Anh Quân ơi, cứu em với, có cái con điên đảo cuộc em ở đây nè. Đi xuống nhanh nè. Người đỡ em. Trời đất ơi, sao mà cột dữ vậy, không biết nữa. Gì vậy? Có cái con điên nào nó cột lại em trên xe á. Ai cho phép cởi trói cho nó vậy? Ủa, dạ, sao em ở đây vậy? Sao ở đây hả? Tôi ở đây để đòi lại những thứ thuộc về tôi. Cái chiếc xe này là tôi mua cho anh, để anh đi làm, đúng không? Để anh nở mày nở mặt với bạn bè, chứ không phải để anh chở con này. Tôi là vợ của anh, mà tôi leo lên xe anh cằn nhằn tôi, anh chê tôi thế này thế nọ, anh chê tôi hôi hả? Chê tôi đem đồ ăn làm bẩn xe của anh hả? Vậy cái con tiểu tam này nè, bộ nó sạch sẽ lắm hả? Hả? Nãy giờ là nhẹ tay thôi nha, còn bây giờ hả, tôi sát muối hai người luôn nè. Tao cho mày thành cáo một nắng á.